Chiều ngày 4 tháng 8, đoàn công tác của tỉnh Bạc Liêu đã có buổi kiểm tra thực tế tại đoạn đê Biển Đông, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, đoạn tiếp giáp với tỉnh Sóc Trăng. Địa điểm này xảy ra sạt lở nghiêm trọng trong 3 ngày qua. Theo thống kê ban đầu, có 2 đoạn sạt lở kéo dài trên 100 mét, có đoạn sạt lở kéo dài ăn vào chân đê. Theo ngành chức năng nhận định, do khu vực bị sạt lở không còn nhiều rừng phòng hộ, nên khi chiều cường dâng cao kết hợp với sóng to, nguy cơ gió mạnh sẽ tiếp tục đánh trực tiếp vào thân đê, gây sạt lở mái đê và thân đê ngày càng nghiêm trọng hơn trong thời gian tới. Dự báo tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, tình hình sản xuất, an toàn tính mạng và tài sản của một số hộ dân. Do đó, về lâu dài, ở khu vực này cần có những giải công trình và phi công trình để bảo vệ đê Biển Đông bền vững. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo ngành nông nghiệp, chính quyền và thành phố nhanh chóng thống kê mức độ thiệt hại, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh các phương án khắc phục, cắm biển cảnh báo, hạn chế người dân ra vào khu vực bị sạt lở để đảm bảo an toàn. Các lực lượng công an xã, dân quân tự vệ, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Nhà Mát và người dân địa phương bố trí lực lượng trực theo dõi diễn biến hiện trường để kịp thời ứng cứu xử lý, đồng thời cần gia cố tạm thời khu vực sạt lở, hạn chế khả năng sạt lở lây lan, gây vỡ đê, ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng, sản xuất và đời sống của người dân. Vào hồi 10 giờ ngày 5 tháng 8, Hồ Thủy Điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ 3. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn khu vực hạ du, tính mạng và tài sản của người dân. Để bảo đảm an toàn cho hạ du khi mở cửa xả đáy thứ 3, thành phố Hòa Bình đã chủ động các biện pháp phòng tránh, đặc biệt là khu vực sạt lở tổ 15 và cầu đen phường Đồng Tiến, cầu Ngòi Mại, km 8+310, đường tỉnh 445 và các khu vực đã xảy ra sạt lở, nguy cơ sạt lở. Các đơn vị chức năng sẵn sàng nhân lực và thiết bị cảnh báo người dân để ứng phó khi công ty thủy điện Hòa Bình tiếp tục xả lũ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng chống thiên tai để tránh thiệt hại cho các phương tiện, công trình xây dựng trên sông, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu vực ngập úng, người dân sống ven sông. Thưa quý vị, tại tỉnh Hà Tĩnh, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, giải thể một số cơ quan đơn vị, nhiều trụ sở cơ quan làm việc đã bị dư thừa, không có nhu cầu sử dụng, do đó dẫn đến một số cơ sở bị bỏ hoang, hư hỏng, xuống cấp. Địa phương đã nỗ lực tìm cách xử lý nhưng vẫn loay hoay, chưa tìm được giải pháp nào đồng bộ. Đến nay, qua rà soát, tổng số cơ sở nhà đất dôi dư do sáp nhập đơn vị hành chính chưa hoàn thành xử lý trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh là 245 cơ sở. Trong đó, số cơ sở dôi dư thuộc các sở ban ngành, cấp tỉnh và doanh nghiệp nhà nước quản lý là 11. Số cơ sở nhà đất dôi dư thuộc các địa phương quản lý là 234. Trong số 234 cơ sở nhà đất dôi dư thuộc các địa phương quản lý, tỉnh Hà Tĩnh thống nhất phương án 134 cơ sở được phê duyệt phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 51 cơ sở được phê duyệt phương án điều chuyển, 41 cơ sở được phê duyệt phương án chuyển giao về địa phương. Ngoài ra, tỉnh Hà Tĩnh còn có 35 cơ sở cũ của bộ ngành trung ương. Tới nay đã giải quyết xong 15 cơ sở, còn 20 cơ sở chưa được xử lý. Từ ngày 1 tháng 7, mức lương cơ sở được nâng lên. Cùng với đó, mức đóng bảo hiểm y tế cũng được điều chỉnh tăng theo. Điều này khiến cho việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện tại các địa bàn vùng cao của tỉnh Lào Cai đã khó, nay còn khó hơn. Hộ gia đình chị Vi Thị Giang có 5 khẩu thì cả năm đều chưa có bảo hiểm y tế. Chị Giang cho biết, trước đây khi còn đi làm ở công ty, thu nhập ổn định thì có điều kiện để mua bảo hiểm y tế cho cả nhà. Tuy nhiên năm nay công ty giải thể, chị không còn việc làm nên vẫn chưa mua bảo hiểm y tế. Tôi cũng biết là tham gia bảo hiểm y tế là có rất nhiều lợi ích cho gia đình. Ví dụ như mình ốm đau bệnh tật, mình đi viện là mình sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích từ cái thẻ bảo hiểm y tế. Nhưng mà bây giờ hoàn cảnh gia đình nó cũng khó khăn cho nên là chúng tôi cũng không thể nào mà cùng một lúc mua tất cả các thẻ bảo hiểm cho tất cả các thành viên trong gia đình được. Huyện Văn Bàn là địa phương có tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế thấp nhất tỉnh Lào Cai. Hiện toàn huyện mới đạt gần 84% người dân có bảo hiểm y tế. Ngoài việc 30.000 thẻ bảo hiểm y tế hết hiệu lực, thì việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 7 cũng khiến công tác vận động người dân khó khăn hơn. Mức lương cơ sở vừa rồi từ 1 tháng 7 là tăng, đâm ra là người dân trên địa bàn huyện cũng chủ yếu là thu nhập là do làm nông nên là người ta cũng rất là hạn chế, thu nhập không ổn định nên dẫn đến việc mà chúng tôi đi vận động người dân tham gia rất là gặp nhiều khó khăn ạ. 6 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt 93%. Con số này chưa đạt theo chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao. Với đặc thù là tỉnh vùng cao, trên 60% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế gặp không ít khó khăn.
rộng cái mạng lưới để tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế với cái quan điểm là tiếp tục để tổ chức thực hiện cái cải cách hành chính, đặc biệt là đối với cái tuyến khám chữa bệnh để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đối với người dân, để người dân hiểu và tích cực tham gia bảo hiểm y tế. Chính sách bảo hiểm y tế đã từng bước khẳng định và phát huy vai trò là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội. Việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế là một thách thức lớn trong việc vận động người dân vùng cao tham gia. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, bảo vệ sức khỏe và đời sống của nhân dân. Huyện vùng cao Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên hiện có 700 ha diện tích trồng na, sản lượng mỗi năm đạt 6.000 tấn. Cây na được coi là cây thoát nghèo, nâng cao đời sống cho người dân và là cây trồng chủ lực của địa phương này. Những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã tích cực hỗ trợ và đẩy mạnh xúc tiến thương mại, giúp cho người trồng na tiêu thụ hàng chục tấn na mỗi vụ, qua đó giúp nâng tầm cho thương hiệu na Võ Nhai ngày càng bay xa. Sản phẩm na Võ Nhai có chất lượng thơm ngon, đậm vị do na được trồng ở vùng núi đá theo tiêu chuẩn Việt Gáp và được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Nhờ làm tốt công tác xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ do các cấp ngành tổ chức, vụ na năm nay, sản phẩm na Võ Nhai bán được giá từ 50.000 đến 60.000 đồng 1 kg đối với hàng loại 1. Hiện nay nhiều thương lái các nơi đã tìm đến để thu mua na. Trong quá trình thực hiện thì cũng được cán bộ xã, huyện và tất cả những cái siêu thị hoặc là các cái TikToker về livestream giới thiệu sản phẩm nông sản cho hợp tác xã rất là nhiều. Nên là thông qua đó thì đã cũng được khách thập phương biết đến rất nhiều sản phẩm na của La Hiên. Trong thời gian tới thì cái việc xây dựng cùng với việc xây dựng thương hiệu quả na, và chúng tôi cũng chú trọng về cải tạo cái chất lượng và cái mẫu mã của quả na để làm sao mà đáp ứng được cái thị hiếu của người tiêu dùng trong cả nước. Tại lễ hội Võ Nhai mùa na chín năm 2024 được Sở Công Thương phối hợp với huyện Võ Nhai tổ chức lần thứ tư vừa diễn ra với nhiều hoạt động xúc tiến kết nối tiêu thụ sản phẩm na Võ Nhai và nông sản của tỉnh Thái Nguyên. Đặc biệt tại phiên livestream ngày 2 tháng 8 đã giúp tiêu thụ được khoảng 5 tấn na quả. Cái việc triển khai cái chương trình xúc tiến sản phẩm na và nông sản tỉnh Thái Nguyên năm 2024 tại Võ Nhai thì tiếp tục là kế thừa những cái phát huy những cái thành tích tốt đẹp và tích cực của những năm trước đã đạt được, thì qua đây đã tạo thành một cái chương trình thường liên, gần như là tạo thành một cái lễ hội để cho các cái tỉnh thành trong cả nước biết đến cái sản phẩm na Võ Nhai cũng như nông sản của tỉnh Thái Nguyên. Có thể thấy vấn đề xúc tiến thương mại cho nông sản nói chung và sản phẩm na nói riêng luôn được các cấp ngành của tỉnh Thái Nguyên quan tâm triển khai, qua đó giúp thương hiệu sản phẩm na Võ Nhai ngày càng được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm là giải pháp tạo sinh kế bền vững cho người lao động nông thôn, nhất là người nghèo. Đây cũng là chìa khóa để các địa phương ở Quảng Ngãi mở nút thắt trong mục tiêu giảm nghèo bền vững, giúp người dân nâng cao mức sống và thu nhập. Sau khi được đào tạo nghiệp vụ du lịch, vợ chồng anh Vũ, thôn An Bình, Đảo Bé, huyện Lý Sơn đã đầu tư thêm cơ sở đón phục vụ khách du lịch. Vợ chồng anh cũng đã mạnh dạn vay vốn mua xe điện chở khách du lịch tham quan và đảm nhận việc hướng dẫn viên cho du khách. Vừa rồi được đào tạo về cái du lịch ấy, là bà con nói chuyện với khách ấy, nó cũng là học để là biết ứng xử với khách. Hồi kia là người dân mình nói tiếng là khách họ ít chưa nghe được. Thôn Bắc An Bình, huyện Lý Sơn có hơn 100 hộ làm nghề biển và trồng hành tỏi. Những năm gần đây, nghề đi biển gặp nhiều khó khăn, việc trồng tỏi cũng bấp bênh do không chủ động được nguồn nước tưới. Nhiều hộ dân trên đảo đã chuyển qua kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch. Hướng dẫn du khách là cách tiếp đón như thế nào thì bà con nhìn chung là bữa nay cũng phần nào là đáp ứng được cái nhu cầu về dịch vụ du lịch. Từ năm 2023 đến nay, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm, các doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền, định hướng nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động gắn với lợi thế của địa phương, nhu cầu của người lao động, doanh nghiệp. Lý Sơn cũng phối hợp đưa người lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài, góp phần giải quyết nhu cầu lao động, giúp người dân có nguồn thu nhập cao, được tiếp cận môi trường lao động tiên tiến. Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm là tổ chức nhiều cái sàn du dịch việc làm tại địa bàn huyện và tổ chức cái ngày hội việc làm để cho người lao động, học sinh cũng như thanh niên trên địa bàn là tiếp cận được với các cái doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để có cơ hội là tìm kiếm việc làm thoát nghèo cách bền vững.
Để công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm hiệu quả, huyện Lý Sơn đã phối hợp với các đơn vị chức năng bồi dưỡng, nâng cao năng lực tuyên truyền, tư vấn chính sách, pháp luật về lao động, đào tạo nghề cho đội ngũ tuyên truyền viên, tư vấn viên ở cơ sở. Với nhiều giải pháp đề ra, đang góp phần giúp người lao động ở huyện đảo có việc làm ổn định, vươn lên thoát nghèo.